rồi. Ok, một em. Ăn bò kem đẹp ghê. Lưng đầu luôn ha. Những da sát quỷ dòng nữa mát sữa. Kem cỏ. Lên em gái. Lên luôn. Cái đó đơn thân lộ bình an. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hôm nay nói chung là vì một số lý do mà em không có thể nào em cởi khẩu trang ra được. Là tại vì dịch bệnh bây giờ nó tràn lan hết cô chú anh chị và các bạn. Khi mà mình làm việc mình cũng phải đảm bảo cái sức khỏe của mình. Nên cô chú anh chị và các bạn thông cảm giùm em nha. Đó. Thì hôm nay đến với nội dung ngày hôm nay thì cũng sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một đôi bò. Ở đây là một cái đôi bò cái lai xin. Đây trước mắt chúng ta. Đôi bò cái lai xin này chiều cao dao động nó tầm khoảng thước mốt bò ha. Nó dao động tầm khoảng 7 tháng mấy 8 tháng bò. Đầu trụi. Đầu trụi con bò cái lai xin nha, rúng chèn hai con. Hai con đều rúng chèn. Đó, sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho quý cô chú anh chị và các bạn, đôi bò này có giá 40 triệu. Đôi bò này có giá là 40 triệu nha. Đây cô chú anh chị và các bạn. Đôi bò này có giá là 40 triệu. Rúng nè. Cái dàn rúng nè, là rúng chèn nha. Có đẹp đúng không? Chân móng sò. Đôi bò cái lai xin. Đây. Rúng nè, rúng chèn nha. Đó, màu rất là ok luôn ha. Đó, dai nè. Dai dai đùi đùi. Lưng nè. Sáng nè, tôi chú anh chị bạn thấy không? Hai con bò cái lai xin. Bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho quý cô chú anh chị và các bạn. Đôi bò này có giá là 40 triệu. Ý, 41 triệu chứ lộn. Đôi bò này có giá là 41 triệu nha cô chú anh chị và các bạn. Hai con bò cái lai xin có giá là 41 triệu. Dai đùi đít, chân móng dậu rúng, em về quay cận cảnh. Mặt mày nè. Đó. Quay cận cảnh hết ha. Chân móng. Đó là ok. Đôi bò này có giá là 41 triệu nha. Hai con bò cái lai xin. Chân móng dậu rúng của chú anh chị và bạn có thể coi trực tiếp qua cái video của em. Không phóng to, không phóng nhỏ, em đang quay với một cái khía cạnh phải gọi là rất là xa. Em đang ngồi cách bò khoảng 4 mét. Để cô chú anh chị và các bạn chúng ta mình coi mình nhắm mình mua được hay không. Nếu mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trong hình. Bò này khoảng mét mốt bò. Sái bớm nghiêm chỉnh, rúng chiền, chân móng sò cầm đứng thẳng rất là đẹp. Mặt mày khỏi chê. À, con bên kia thì màu sậm hơn chút. Con bên đây thì nó màu hơi vàng rơm. À, thì quý cô chú anh chị và các bạn ở gần xa có nhu cầu muốn mua đôi bò này thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trong hình. Để chúng ta có thể chốt được đôi bò này nha. Đôi bò này có giá là 41 triệu. Một con 20 triệu 500. Giá này thì cô chú anh chị và các bạn có thể chúng ta suy nghĩ đến ha. Từ sái bướm cho tới chân móng thì em sẽ quay cận cảnh để bà con cô bác chúng ta khỏi sợ phải bị lầm khi mà mua hàng trên mạng. Khi mà mua con bò trên mạng thì cô chú anh chị và các bạn nên xem kỹ ở chân móng của nó, rúng của nó, dậu rúng của nó, sái tích của nó thì chúng ta cần phải coi cho kỹ. Trước khi mà chúng ta mua một cái con bò thì chắc có lẽ là cô chú anh chị và các bạn cũng đắn đo dữ lắm mới mua được con bò. Và mình coi nhiều khi mình điện nhiều lần mà mình không mua được con bò. Thì tại vì cô chú anh chị và các bạn điện trễ. Đôi khi em phát sóng mà cô chú anh chị và các bạn không có thời gian để coi. Đôi khi bà con cô bác chúng ta điện trễ nên cô chú anh chị và các bạn chưa mua được bò. Và khi mà cô chú anh chị và các bạn xem vào những cái khung giờ quen thuộc, mình phải canh đúng giờ mình coi mình mới mua được nha. Tại vì ở trên đây có rất là nhiều bà con cô bác người ta muốn mua về để người ta làm giống, nên cô chú anh chị và các bạn phải canh đúng giờ chúng ta coi. Đây là hoa của nó nè cô chú anh chị và bạn. Đây là hoa của nó ha. Hai con hoa bự, sái bớm nghiêm chỉnh, thùng dạo thì khỏi chê rồi, thùng dạo thì rất là ok ha. Lông da nè,
đó, thấy không? Hai con bò này có giá là 41 triệu nha, kiếm chịu của bạn. Hai con đều đầu trụi hết nha. Hai con đều đầu trụi rúng chiền, rất là đẹp đúng không? Rồi mình nhìn mẫu mã nè, rúng chiền đầu trụi. Dầu rúng khỏi chê luôn mà. Sái tích thì nghiêm chỉnh, chân móng sò cầm đứng thẳng rất là ok. Hai con bò cái lai xin. Cặp này có giá là 41 triệu cho anh chị và các bạn. Nếu như mà anh chị cô chú đã xem rồi, muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em để chúng ta có thể sở hữu những bò này. Trong khi đó rất là nhiều bà con muốn mua ở những vùng xa xôi ta lúc trước á, thì mình không biết là cái con bò là con gì luôn nữa, nó chi là gì. Ở có những nhiều cô bác ở như chẳng hạn như là ở Cần Thơ hay là ở Kiên Giang điện thoại cho em nói là ừ Út ơi, con bò á, mình bây giờ mình muốn mua một con bò giống, mình mua con bò như thế nào đó, thì cô chú anh chị và các bạn đã tìm được một cái kênh có thể hỗ trợ cho cô chú anh chị và các bạn về cái mặt con giống. Em thì em nói thiệt, lúc mà em mới làm chương trình thì em cũng không có biết gì đâu. Lúc mà mới làm chương trình thì đôi khi mình không biết thì mình còn nói này nói kia, mình nói sai sự thật, sai này sai kia. Còn bây giờ nói chung là em bán một ngày bèo 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 lắm thì cũng phải 5-6 con bò. Thì cô chú anh chị và bạn biết rồi, mỗi ngày đi một ngày đàn học một sàn khôn, mỗi ngày em có một chút xíu kinh nghiệm thì mấy năm nay nó đã tích góp cho em một cái kinh nghiệm, một cái lượng kinh nghiệm phải gọi là rất là ok để có thể hỗ trợ cho bà con chúng ta tìm được một con giống tốt nha. Ở đây mình nhìn con giống mình mua là chân là phải móng sò, rúng là phải rúng chiền, dậu là phải đầy đủ lạt phạt. Cái dàn dậu nè, từ gỗ phải lạt phạt, chiền từ mà rúng từ cái vú mà chiền dài lên cái dậu. Sái bớm thì nói chung là bây giờ mình nuôi bò lai mà, bây giờ mình mua mấy con bò cái vàng này mình về mình cấy làm gì? Mình dẫn cái 3B, mình dẫn cái Angus hay là mình dẫn cái kem Pháp thì nó ra cái sái đâu, nó đóng một đống sái nhiều con bò hả mày? Em đếm thử con bò kia nó có 12 cái sái của chú anh chị phương bạn đó. Thì mình bây giờ nói chung là bò này thì sái nghiêm chỉnh, hai bò này sái nghiêm chỉnh nha. Nhưng mà mình mua bò bây giờ mình đừng coi sái ha, mình đừng có coi cái giảm giá nữa. Giảm giá là quá bình thường khi mà bây giờ mình mua một con bò như thế này mà về mình cái 3B hay là cái kem Pháp thì nó cũng ra giá đốm chứ gì đâu mà bây giờ mình sợ giảm giá hay là sợ sái tích nữa, đúng không? Bây giờ miễn con bò nào đẹp mình thấy ưng mình mua về mình nuôi là ok, nó đẻ con tốt là được. Nhưng mà nói với em nha, đối với những cái con bò bê như thế này em nói thiệt với cô chú anh chị và các bạn luôn, cái khi mà mình mua hàng bắt buộc mình phải hiểu về cái món hàng đó và mình coi cái món hàng đó có được bảo hành hay không. Và đối với hai con bò này thì bên Úc sẽ không có bật chế độ bảo hành, là tại vì sao? Là tại vì á, con bò này là hai con bò tơ ha, hai con bò này là hai con bò tơ nên mình không có bật chế độ bảo hành cho nó được nha. Thứ nhất là chưa sanh đẻ, không bao lồi. Thứ nhì là nó chưa mang thai, chưa bao chữa. Thì con bò này bên em sẽ không có bật chế độ bảo hành cho cô chú chị và các bạn. Khi mà em giao đến, bác tài giao đến cho cô chú chị và các bạn thì mọi người hãy kiểm tra thật là kỹ, dẫn con bò đi vòng vòng coi con bò đi đứng như thế nào và hình ảnh của nó ra sao, rồi mọi người hãy thanh toán cho bác tài lên đường đi về ha. Đó đó là những cái mà em muốn cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn để chúng ta có thể mà chúng ta biết được cái hợp đồng mua bán của chúng ta như thế nào. Tha là mất lòng trước như vậy thì sau này mình mới đặng cái lòng sau, để bà con cô bác chúng ta khỏi mất lòng khi mà mua bán. Để chi? Để khi mà mọi người mua một cái món hàng, một cái con bò của em, mọi người vui vẻ, mọi người mới giới thiệu cho những người xung quanh được. Còn khi mà mọi người buồn bã, mọi người không có ưa em rồi thì đâu có giới thiệu cho em làm gì, đúng không? Đó là những cái mà em muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn biết được những cái thông tin về đôi bò này. Đôi bò này em xin nhắc lại một lần nữa, giá chốt là 41 triệu ha. Chiều cao dao động khoảng 1m1, chiều cao chút xíu nữa sẽ cập nhật gần cho quý chú anh chị và các bạn biết chiều cao của đôi bò này như thế nào. Tháng tuổi của nó thì dao động từ 7 tháng tới 8 tháng tuổi nha. Hai con bò này là hai một cái lai xin, thường thường ta kêu là một cái vàng đó. Và bây giờ nói chung Út sẽ sử dụng cái thước như thường ngày, Út sẽ đo hạo thử chiều cao và gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn cái hình ảnh thật về chiều cao của đôi bò này. Và cô chú anh chị và các bạn nào ai có nhu cầu muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại để tin nhận, để chúng ta có thể chốt được đôi bò này nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi thì bây giờ em sẽ lại gần nó
để bà con cô bác chúng ta cứ hạo ra ngoài bức tường hoặc là cây cột để chúng ta biết được ừng mờ này chiều cao tầm nào mình mua được hay không nha. Em là một người đàn ông chiều cao 1m75 và em đang đứng gần con bò. Chiều cao em đoán phỏng phỏng của con bò này là chiều cao khoảng 1m1 ha. Rồi thì bây giờ em đo thử coi cho mọi người, cô bác, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nhắm mình coi thử coi mua được hay không ha. Em đang đo hạo tại phía xa xương khu của nó, chiều cao 1m1. Hai con chiều cao 1m1 nha cô chú anh chị và các bạn. Giá em báo trực tiếp cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn. Đôi bò này có giá là 41 triệu. Rồi thì cuối cái chương trình nó không biết nói gì hơn là gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem chương trình qua. Thân ái kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Nhớ đừng quên, muốn mua thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trong hình nha. Em xin kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị và các bạn.